Khoảng thời gian gần đây, có một bộ anime đã làm khuấy đảo các nền tảng mạng xã hội bằng một chiến dịch marketing cực kỳ là dị, nhưng kết quả mà nó mang lại là cực kỳ thành công. Nói đến đây, chắc là các bạn cũng biết đó là bộ anime nào rồi đúng không? Đúng vậy, đó không gì khác ngoài Người Đồng Nai. Từ lúc nó được giới thiệu cho đến thời điểm hiện tại, đã có vô số meme hay là những bản cover cực kỳ là dị bài opening của cái bộ anime này. Ta có bản mẹ thô. Hay thậm chí là cả phiên bản epic. Nhưng chắc chắn cái phiên bản này mới xứng đáng với hai chữ tuyệt phẩm. Con này là ngơ ngác, trẻ long nhong. Con này vàng ngơ ngác, trẻ long nhong. Có thể nói, Người Đồng Nai đã cực kỳ thành công bằng cái chiến lược marketing và cả cái phong cách cực kỳ là mất đảo của mình. Và vì tôi là một con người của quá khứ, nên ta sẽ lùi về khoảng gần một năm trước, có một bộ anime đã phần nào làm được điều tương tự cùng bằng cái phong cách cực kỳ là dị của mình. Khác với phong cách mất não của Người Đồng Nai, thì cái bộ anime này đã gây ấn tượng với người xem bằng cách khiến cho chính những người xem, cụ thể là tôi, phải tự đặt câu hỏi trong đầu rằng bộ anime này tệ thật hay là nó đang cố tình tệ? Vâng, bộ anime mà tôi đang nhắc tới ở đây chính là Kaminaki Sekai no Kamisama Katsudo. Tôi sẽ gọi tắt là Kamikatsu. Kamikatsu là một bộ manga do Aoi Akashiro chấp bút và Soso Hangetsu ban minh họa. Một bộ anime truyền thể do Studio Paulus sản xuất đã phát sóng từ tháng 4 đến tháng 7 năm 2023. Nghe cái tên thì chắc anh em cũng biết rồi đúng không? Nó là một bộ isekai. Tạm thời mấy cái cốt truyện hay là thứ gì đó tương tự cứ gạt qua một bên cái đã. Ta sẽ đi vào luôn cái vấn đề khiến tôi đặt ra câu hỏi. Bộ anime này tệ thật hay là nó đang cố tình tệ? Thì mọi thứ bắt đầu là từ phần hình ảnh của cái bộ anime này. Cụ thể thì đây. Khi nhìn thấy mấy cái phân cảnh này, kể cả bạn có là một người dễ tính đến đâu thì chắc chắn cũng không thể phủ nhận chúng trông thật kỳ quặc, nói thẳng ra là tệ, rất tệ, rất tệ, sâu xúc phạm người xem, sâu đến mức khiến tôi phải đặt câu hỏi là làm sao mà họ có thể làm nó sâu đến mức như vậy? Thật sự thì còn thua cả CGI trong mấy con game mobile 10 năm trước ấy chứ. Studio làm ra cái bộ anime này là Studio Paulet. Cái studio này là một studio vẫn còn rất non trẻ, nó chỉ mới được thành lập vào năm 2018. Số lượng anime mà studio này đã làm cũng chỉ đến trên đầu ngón tay. Trước Kamikatsu thì tôi cũng chưa từng xem một cái bộ anime nào của cái studio này cả. Thế là tôi lại phải dành chút thời gian để xem tour chúng thử xem sao. Nhắc lại là xem tour nha. Vì họ là một studio non trẻ nên chất lượng của những bộ anime này cũng không thực sự quá cao. Tuy nhiên, chúng không tệ nha. Thậm chí tôi còn thấy cái bộ này, chất lượng hoạt ảnh của nó cũng khá là ok chứ. Và có một điều mà chắc chắn tôi phải khen ngợi cái studio này là cách họ dùng CGI. Họ dùng CGI rất ít trong các bộ phim của họ. CGI trong anime thường là để tiết kiệm kinh phí. Tôi nói là thường chứ không phải là tất cả nhé. Đến U4 cũng là một studio nổi tiếng là dùng CGI rất tốt, nhưng đôi khi cũng có những sản phẩm nó như thế này đây. Vì thế, việc một studio non trẻ như là Paulet không làm tốt ở khoản này cũng là một điều dễ hiểu. Cái vấn đề CGI không chỉ gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ người xem đâu, kể cả là những đạo diễn lừng danh như là Hayao Miyazaki cũng đã từng lên tiếng chỉ trích thứ công nghệ này.彼の筋肉が怖がってる程度、僕の手でこう挨拶する。で、その彼のことを思い出してね、僕はこれ面白いと思って見ることできないですよ。これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね、何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいと全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。 Nó đã là câu chuyện gây ra nhiều tranh cãi suốt bao nhiêu năm qua rồi. Tôi đoán là Paulet cũng hoàn toàn biết rõ điều này. Điểm mạnh của họ không phải là CGI, và tôi cũng đoán là khả năng cao họ dùng CGI là để tiết kiệm kinh phí. Nếu quá tập trung làm những chi tiết CGI trở nên đẹp hơn thì có khi mục đích tiết kiệm kinh phí nó lại đi tong mất. Nhưng nếu làm cầu thả thì chắc chắn là sẽ bị ăn chơi. Thế nên họ đã quyết định làm cho nó xấu hẳn, xấu xúc phạm người xem. Vì tuy Kamikatsu là một bộ isekai, nhưng điểm mạnh nhất của nó lại nằm ở yếu tố comedy. Vì thế, những chi tiết CGI xấu đến mức lố lăng này thậm chí còn khiến cả yếu tố comedy trở nên hài hước hơn. Rõ ràng là Paulet đã rất thông minh khi biến những điểm không phải là thế mạnh của họ lại trở thành những điểm nhấn tích cực. Thực tế là những phân cảnh xấu kinh khủng đó đã thực sự giúp bộ anime này viral và thu hút một lượng lớn người xem, trong đó tất nhiên là có cả tôi rồi. Trên thực tế, Kamikatsu không phải là bộ anime duy nhất làm những điều đó.
Ví dụ như là người Đồng Nai chẳng hạn, ta có thể thấy những con Nai trong anime được làm toàn bộ bằng CGI. Những con Nai này không phải là lúc nào cũng xuất hiện và chúng thường chỉ bất động mà chẳng làm gì nhiều. Với một studio đã có tên tuổi nhất định như WIT thì việc vẽ mấy con Nai đó có lẽ cũng chẳng có gì khó khăn với họ cả. Nhưng họ lại dùng CGI. Chính những điều này đã biến những điểm yếu trở thành những điểm độc đáo, góp phần vào yếu tố hài hước của phim. Những chi tiết trông có vẻ ngơ ngẩn dần dần lại trở thành những nét cuốn hút của anime. Thế nên, nếu nói Kamikatsu cố ý làm những chi tiết đó tệ cũng là có cơ sở. Tuy nhiên, nếu nói nó tệ thật và chả có sự cố ý nào ở đây cả thì cũng là có cơ sở. Ví dụ như là trường hợp của con quái này. Trong manga, con quái vật này trông rất là bình thường. Ý tôi là nó không có bất cứ chi tiết nào là cố ý phóng đại hay là cách điệu giống như trong anime. Với tôi thì cái phân cảnh này không có sự cố ý nào cả, nó chỉ đơn giản là tệ mà thôi. Nếu như nói cái phân cảnh của thanh niên chuyên làm bạn với cái bàn tay phải này khi hắn đang lái cái máy gặt hay là máy xúc gì đó là họ có chủ đích thì tôi nghĩ là đúng. Nó có vẻ hợp lý vì chỉ có cố tình mới có thể làm ra được cái phân cảnh như thế này. Tuy nhiên, cái phân cảnh cái con gì đó lao ra ở phần đầu anime thì chắc chắn là do nó thực sự tệ. Không chỉ có con quái vật đó đâu, mà mọi con quái vật trong cái bộ anime này đều được làm bằng CGI và chúng cũng cực kỳ xấu. Tôi không biết là tại sao trong cái bộ anime này họ lại sử dụng CGI nhiều một cách bất thường như vậy. Vì như tôi đã nói, sau khi xem tua những cái bộ anime khác của cái studio này thì tôi thấy những bộ anime đó sử dụng rất ít CGI. Nếu họ cố tình làm nó tệ đến thế thì tôi nghĩ nó chỉ nên dừng lại ở vài phân cảnh. Nhưng chúng diễn ra rất nhiều và rõ ràng là điều này đã làm phản tác dụng. Điều này đã khiến tôi thực sự nghĩ rằng nó chỉ đơn giản là tệ chứ không có cố ý hay là cố tình gì ở đây cả. Tất nhiên là có những phân cảnh họ cố ý làm như thế thật, nhưng tôi có cảm giác đó chỉ là cái cớ để che đậy đi sự cầu thả của những phân đoạn CGI đó mà thôi. Thì đấy, tất cả những điều mà tôi vừa mới nói cũng chỉ là những suy đoán của tôi thôi. Còn sự thật như thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Còn suy đoán của bạn là gì thì có thể để lại ở dưới phần bình luận nhé. Rồi, còn về câu chuyện thì sao? Đây là một bộ isekai, nhưng nhân vật chính không phải là một tên mọt sách, otaku, nít hay là một tên bất cần đài nào đấy. Nhân vật chính là con trai giáo chủ của một giáo phái nào đó. Thanh niên đã bàn mối trong quá trình đào tạo của giáo phái và được isekai sang một thế giới mới. Và đó là một thế giới lý tưởng cho những kẻ không có khái niệm về thần thánh hay tôn giáo. Một thế giới mà nhân vật chính hằng mong ước khi mới xem bộ anime này có phần nào đó tăm tối. Nhưng thứ mà bộ anime này thực sự nhắm đến chính là những tiếng cười của khán giả. Nhân vật chính là Yugito Urabe. Cậu là một người nhìn thì có vẻ tốt, nhưng sâu bên trong là một tên cực kỳ xảo quyệt, chuyên lợi dụng mọi cơ hội để thao túng người khác. Nhưng điều đó bắt nguồn từ quá trình nuôi dạy khắc nghiệt của anh. Với tư cách là con trai của một thủ lĩnh giáo phái, đã ép Yugito vào các nghi lễ của mình và từ chối cho anh một cuộc sống bình thường khi còn là một chàng trai trẻ được đến trường và có bạn bè. Điều này khiến Yugito mang trong mình một lòng căm thù mạnh mẽ đối với các vị thần và tôn giáo. Anh coi chúng là nguồn gốc của sự ngu dốt và tẩy não. Bất chấp cách hành xử đầy tính thao túng của mình, cậu thực sự mong muốn cải tạo thế giới và hướng tới sự tiến bộ. Tuy ghét thân, nhưng đồng hành cùng với cậu còn có một vị thân tên là Mitama. Nhỏ này thì vẫn có tác dụng nhiều hơn là Mama Aqua. Ngoài ra thì đồng đội của Yugito còn có những người khác, chẳng hạn như là một con nhỏ biến thái này, một thằng cũng biến thái và chuyên làm bạn với bàn tay phải này, hay một thằng kiếm sĩ nhưng lại biến thành một con kiếm sĩ. Thật sự thì cái bộ anime này cũng rất là giải trí ấy chứ. Hai trong cái bộ anime này làm khá là tốt, đủ để khiến tôi bật cười. Ngoài ra thì anime cũng có những điểm độc đáo của riêng nó. Cái bộ anime này thậm chí còn xuất hiện cả những thiết bị khoa học kỹ thuật thời hiện đại. À, nó còn có cả plot nữa cơ. Bạn nào không muốn bị spoil thì dừng video ngay và luôn nha. Đến nửa sau có phim, nó quay xe và tiết lộ cho chúng ta rằng thực chất Yugito không phải bị isekai mà đã được đưa đến tương lai 10.000 năm sau, nơi không còn thần thánh ngoại trừ Mitama, người đã theo cậu đến đó. Tuy nhiên, tương lai này không phải là một xã hội với những tòa nhà chọc trời hay là những ánh đèn neon, mà là một nơi đã bị tàn phá, nơi mọi quyết định được thực hiện bởi AI, dẫn đến việc con người bị phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ. Dù ghét tôn giáo và thần thánh, nhưng Yugito hiểu rằng nó thực sự quan trọng đến nhường nào, nên đã cùng Mitama gây dựng lại tôn giáo và tái thiết lại thế giới. Từ đây sẽ là những cuộc chiến của các vị thần, khi mà họ tranh giành nhau xem ai có được nhiều tín đồ hơn. Để mà nói bộ anime này có nhạt nhẽo hay là nhàm chán không thì câu trả lời của tôi sẽ là không. Thì như những gì tôi vừa mới spoil đó, cốt truyện của bộ anime này không hề đi theo lối mòn của những bộ isekai bị ăn liền. Nó thú vị hơn nhiều. Anime xoay quanh việc xây dựng tôn giáo và thu hút những tín đồ. Đây rõ ràng là một câu chuyện kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy ở bộ anime nào cả. Hình như còn Noragami là có điểm chung ở việc thần có mạnh hay không phụ thuộc vào số lượng fan đúng không? Lâu rồi tôi không nhớ lắm. Nhưng mà riêng việc khai thác những yếu tố tôn giáo thì tôi chưa từng thấy ở những bộ anime trước đây. Và còn gì thú vị hơn khi ta theo chân nhân vật chính, người đã sử dụng tôn giáo để thao túng người khác. Anime cho ta một góc nhìn hài hước về tôn giáo. Các vị thần giờ đây chẳng khác gì những idol đang cố gắng thu hút một lượng fan đông nhất có thể. Dường như anime còn đang châm biếm lý do con người có những vị thần khác nhau và những tôn giáo khác nhau. Trong anime, những ai cho được đặt tên vào thờ phụng như những vị thần. Nếu càng có nhiều tín đồ thì họ sẽ càng mạnh mẽ hơn.
Điều thú vị là những Atron này được thờ phụng là vì họ đã thao túng con người bằng cách cho họ một cuộc sống vật chất tốt hơn, trong khi lẽ ra tôn giáo chỉ mang giá trị về tinh thần. Anime thể hiện những điều đó một cách hài hước nhưng lại không xúc phạm đến bất kỳ tôn giáo cụ thể nào. Xuyên suốt anime gần như không có một khoảng nghỉ nào cả. Nó khiến người xem phải cười từ hết lần này đến lần khác. Có chăng thì những phần cảnh chiến đấu nó làm mất đi phần nào mấy cảm xúc đó mà thôi. Nhưng trận chiến trong anime nó không thực sự được đẹp mắt. Nhưng như tôi đã nói, những phần cảnh chiến đấu không phải là trọng tâm của bộ anime này, nên điểm trừ này không quá lớn. Về nhân vật, họ thực sự không quá đặc biệt. Các nhân vật trong Kamikatsu đều là những nhân vật đơn giản và một chiêu. Nhưng đây rõ ràng không phải là một bộ anime nghiêm túc, nên những nhân vật này dù đơn giản nhưng họ vẫn làm rất tốt trong việc mang lại tiếng cười cho khán giả. Và việc bạn thấy đây là một điểm cộng hay là điểm trừ hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Thật ra bộ này có một điểm trừ rất lớn, đó là fanservice. Fanservice thì ai mà chả thích đúng không? Nhưng mà fanservice trong bộ này nó nhiều quá. Mà fanservice nhiều thì chắc tôi cũng không phải nói về cách mà bộ anime này xây dựng nhân vật nữ nó như thế nào rồi nhé. Nhân vật nữ cũng không phải là điểm mạnh của cái bộ anime này. Nếu phim tiết chế lại một chút thì có lẽ phim nó đã cảm xúc hơn rồi. Và một lần nữa, như tôi đã nói, điểm trừ lớn nhất của cái bộ anime này chính là những phân cảnh CGI. Chúng chắc chắn là top những CGI tệ nhất mà bạn từng thấy. Đúng là có một số thì có thể đúng là họ cố tình làm cho nó xấu thật, nhưng càng về sau tôi lại càng tin rằng đa số chúng đều thật sự tệ. Và những phân cảnh cố ý kia dường như là một lớp mặt nạ để che đi cái sự cầu thả hoặc là sự thiếu hụt ngân sách một cách trầm trọng của họ mà thôi. Mặc dù có những khác biệt, nhưng tôi sẽ vẫn phân loại bộ anime này vào dạng mì ăn liền. Nhưng được cái mì này ăn nó cũng khá là vừa miệng. Tổng kết lại thì tôi nghĩ bộ anime này xứng đáng với số điểm là Quy tắc bàn tay phải trên Konosuba. Đó là tất cả những gì có trong video. Còn giờ là đến phần đọc bình luận. Bạn ZNora2710 tại hạ thật sự dành 1 tiếng rưỡi để ngồi ngẫm và xem hết cái video này. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có thể làm được cái video hơn 1 tiếng này nữa. Bạn gì đó mà tôi không thể đọc tên. Có Ghibli mà không có phim của Shinkai. Phim của Ghibli với phim của Shinkai nó thuộc hai trường phái khác nhau, nên không có một trong hai nó cũng là bình thường mà. Thật ra thì vẫn có phim của Shinkai, nhưng mà nó ở mãi phía dưới cơ. Bạn Minh gì đó, tên phim là gì thế anh em? Tôi search Nguyễn Văn Mười thì ra ông nào ý. Search tên người ta mà không biết hoa là giả rồi. Search lại ý nhá. Bạn Cá Voi Sát Thủ, anh ơi xem Mato Sei Hei No. Cái bộ đó đặt năng tình nhân văn và tâm hồn của các nhân vật, nhưng tôi đã drop từ tập 2. Bạn Danh Lê 991, Wistoria Trượng và Kiếm đi anh. Mùa này thì để mùa sau, hoặc là mùa sau nữa xem nhá. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.